không biết ở đây có bạn nào giống như mình không. Tự nhiên gần 30 tuổi thì mới bắt đầu cảm thấy quan ngại về lông chân của mình. Mà nổi khu vực mình đang ở thì bị giãn cách không thể đến spa trị lông được. Nên sau nhiều ngày một lần đọc review trên Shopee, mình đã quyết định tạo bộ wax lạnh này. Combo bao gồm một hũ wax, một sắp 50 tờ giấy và 3 que đi kèm. Chất wax khá đặc và có mùi thơm tương tự như khi nung chảy đường để làm caramel bánh flan. Đúng rồi, cái mà các bạn đang nhìn thấy là chân mình đó, không phải của em hay anh trai mình đâu nha. Các bạn nên để wax trên chân một lát cho nhiệt độ cơ thể làm wax chảy mềm thì quét sẽ dễ dàng và đỡ đau hơn. Sau đó các bạn đắp giấy lên, miết nhẹ từ 5 đến 10 giây như hướng dẫn rồi giật mạnh theo ngược chiều lông mực. Do lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên mình đã bôi quá dày, kết quả là vẫn còn đọng wax trên da. Lần thứ hai mình đã bôi lớp mỏng hơn, kết quả là giật ra ít đau mà lông lại đi rất sạch. Sau khi wax xong, các bạn hãy rửa sạch rồi bôi gel nha đam để làm dịu da nhé. Còn đây là những tờ giấy mà mình đã sử dụng. Nếu để kỹ các bạn sẽ thấy góc của sợi lông luôn đó. Khi để lâu ở nhiệt độ phòng thì chất wax trên giấy sẽ chảy ra và kiến cũng sẽ kéo tới, nên các bạn lưu ý nha. Sau khi wax sạch lông thì da mình mềm mịn, sáng hẳn ra và thoa kem cũng thấm hơn nhiều. Lông cũng lông mọc lại hơn so với phương pháp cạo hay dùng kem tẩy lông nữa đó. Đối với mình đây là một sản phẩm đáng để thử. Còn bạn thì sao? Comment ở dưới cho mình biết nha.